Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính BITV. Thưa quý vị, mua bán và sáp nhập hay còn gọi là M&A đang là một trong những định hướng được nhiều ngân hàng vạch ra để mở rộng dư địa tăng trưởng nhằm đạt được những kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong năm nay. Ngay từ đầu năm 2018 này, một số ngân hàng thương mại đã dục dịch chuẩn bị tăng vốn và trình đại hội đồng cổ đông thực hiện kế hoạch M&A. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy hoạt động M&A ngành ngân hàng sẽ sôi động hơn trong năm 2018 này hay không? Có những khó khăn gì trong hoạt động M&A ngành ngân hàng tại Việt Nam? Tất cả sẽ được đề cập trong chương trình tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề M&A ngân hàng đã đến lúc bùng nổ. Trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi về thực tiễn hoạt động M&A ngành ngân hàng trong thời gian vừa qua. Tại Việt Nam thời gian qua, các thương vụ mua bán sáp nhập nói chung trên thị trường đã liên tục tăng trưởng. Năm lĩnh vực nổi trội trong thị trường M&A năm 2016 xếp lần lượt là hàng tiêu dùng và bán lẻ 2,5 tỷ đô la Mỹ, công nghiệp 1,1 tỷ đô la Mỹ, bất động sản 0,6 tỷ đô la Mỹ, viễn thông 0,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở ngành tài chính chỉ là 0,4 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2017, hoạt động này trong ngành tài chính ngân hàng được các chuyên gia đánh giá khá trầm lắng. Đối với Việt Nam thời gian vừa qua thì cái việc hoạt động chủ yếu thì tôi thấy rằng là chủ yếu là diễn ra hoạt động sáp nhập nhiều hơn là hoạt động mua bán. Nếu có hoạt động mua bán thì chủ yếu nằm ở những cái khối doanh nghiệp, những khối ngân hàng, các tổ chức tín dụng nước ngoài mua bán ở những cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Còn đối với những ngân hàng yếu kém, ngân hàng nhỏ, ngân hàng trung bình thì đa phần là thực hiện theo việc sáp nhập. Theo các chuyên gia, việc các ngân hàng nhỏ buộc phải sáp nhập là do vốn điều lệ quá thấp, không đáp ứng được điều kiện tại quy định Nghị định số 141/2006, quy định về vốn pháp định của các tổ chức tín dụng tối thiểu là 3.000 tỷ đồng. Còn đối với các ngân hàng hoạt động yếu kém thì buộc phải sáp nhập để đảm bảo được quỹ tiền gửi cho người dân. Cái lo ngại là những cái ngân hàng yếu kém với tỷ lệ nợ xấu cao có thể sụp đổ và gây ảnh hưởng đến hệ thống. Vì thế là ngân hàng nhà nước đã yêu cầu là các những cái ngân hàng lớn là họ phải M&A với ngân hàng yếu kém để họ có thể là để hạn chế cái rủi ro cho hệ thống. Tuy nhiên là trong khoảng 2 năm trở lại đây thì cái áp lực đấy đã giảm đi tương đối là nhiều. Lý giải cho sự trầm lắng của các hoạt động mua bán sáp nhập trong khối ngân hàng trong thời gian vừa qua, các chuyên gia cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đấy, đây là một lĩnh vực có điều kiện khi mà tiến hành cái việc mua bán sáp nhập, mua bán cổ phần, đặc biệt là đối với các cái nhà đầu tư nước ngoài thì bị khống chế cái tỷ lệ sở hữu cái phần vốn trong cái ngân hàng của Việt Nam. Ví dụ như mà một cái ngân hàng mà chưa lên sàn chứng khoán, chưa lên sàn ấy, cái tỷ lệ tối đa của ngân hàng của nhà đầu tư nước ngoài chỉ là khoảng 30% thôi. Đấy, và khi mà lên sàn chứng khoán thì tổng cái tỷ lệ sở hữu chỉ có 49% thôi. Nhưng mà ở đây là tổng tỷ lệ sở hữu, nhưng mà nếu mà một tổ chức hoặc một cá nhân thì lại bị khống chế nữa, tức là một tổ chức thì chỉ tối đa chỉ được 20%. Tôi cho rằng là nguyên nhân chậm thì có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính chậm đó là do cái cấu trúc của các ngân hàng Việt Nam còn có sự chồng chéo, những văn bản pháp luật còn chưa rõ ràng, đặc biệt là các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh khởi sắc của khối ngân hàng trong thời gian qua, theo các chuyên gia cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hoạt động M&A chậm lại. Chúng ta có thể thấy là cái môi trường kinh doanh của ngân hàng trong 2 năm trở lại đây đã được cải thiện rất là nhiều, từ những cái ngân hàng lớn cho đến những ngân hàng bé là cái tỷ lệ nợ xấu cũng đã giảm, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tương đối là tốt và bền vững. Hiện tại thì các cái hoạt động M&A này có vẻ giảm bớt là do chúng ta cái hệ thống ngân hàng của chúng ta đang ở một cái trạng thái nó tốt hơn. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Tú Anh, trưởng khoa tài chính ngân hàng Đại học Quốc gia, việc mua bán sáp nhập diễn ra nhanh hay chậm lại do thị trường quyết định. Vì nếu như để có thể thực hiện một thương vụ M&A thành công thì cả bên mua và bên được mua phải thấy được cái lợi ích của họ ở trong đó. Còn nếu như chỉ vì ảnh hưởng một cái tác động của một cái chính sách hay là một quy định hành chính thì nó sẽ không tìm thấy được động lực của hai bên. Do vậy, theo quan điểm của tôi thì để thị trường sẽ tự quyết định cái việc ngân hàng nào mua lại ngân hàng nào hoặc là những bộ phận nào sẽ sáp nhập với nhau, và chỉ khi có thị trường quyết định thì sẽ tạo thành một động lực để cho các ngân hàng sẽ tìm đến nhau để có một cái kết quả tốt đẹp. Tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, VPBank đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 27.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức 15.000 tỷ đồng hiện tại. Vietcombank đang có kế hoạch bán hơn 350 triệu cổ phần tương đương với 10% vốn điều lệ cho nhà đầu tư nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2018, sau khi đã được chính phủ cho phép.
M&A cũng là một trong những chiến lược được MB Bank xác định trong năm nay. Mới đây, ngân hàng này đã xin ý kiến các cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị thông qua việc tìm kiếm triển khai các cơ hội sáp nhập nếu phù hợp với chiến lược của MB Bank và chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta thấy được một số dấu hiệu về hoạt động M&A của ngành ngân hàng trong năm 2018 này. Thế nhưng liệu hoạt động này có thể bùng nổ trong năm 2018 này hay không? Hay sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng trầm lắng như những năm trước đây? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Ngay từ đầu năm 2018, một số ngân hàng thương mại đã rục rịch chuẩn bị tăng vốn và trình đại hội đồng cổ đông thực hiện kế hoạch M&A. Đây là những tín hiệu cho thấy hoạt động này sẽ diễn ra mạnh mẽ trong năm 2018 và có thể trở thành xu hướng trong những năm tới. Có thể nói M&A là cách nhanh chóng giúp ngân hàng mở rộng thị trường, quy mô để đạt được mức tăng trưởng tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngân hàng ngày càng gay gắt. Với sự tham gia của các ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính thì việc mở rộng nhanh dư địa tăng trưởng là cần thiết. Trong năm 2018 thì tôi nghĩ rằng là cái việc mua bán sáp nhập ngân hàng sẽ diễn ra sôi động, bởi vì đây là cái nhu cầu của cả hai bên, đặc biệt là của cái bên bán dưới sức ép của chính phủ là bắt buộc là phải bán. Và cái bên mua thì được chính phủ bật đèn xanh thì họ sẽ mua. Nhưng mà có một điều thì cái bên mua ấy thì cũng không phải là các cái nhà đầu tư nước ngoài như các cái năm trước đây, mà tôi thấy rằng là có xu hướng là chủ yếu là các cái tập đoàn hoặc là những cái nhà đầu tư lớn của nội địa, tức là của Việt Nam. Chính là cái xu thế phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là fintech trong thời gian vừa qua, thì cũng tạo ra một mặt là áp lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng, nhưng cũng là một cơ hội để hợp tác, để có thể là mua bán sáp nhập với hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Nó sẽ là xu hướng tất yếu trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, không chỉ giữa các ngân hàng Việt Nam với nhau mà còn cả các ngân hàng nước ngoài. Do vậy, bản thân một ngân hàng muốn tăng được khả năng cạnh tranh, họ phải tìm đến những ngân hàng có cái lợi thế mà họ không có. Và cái xu hướng thì các ngân hàng Việt Nam sẽ không chỉ có tầm cỡ ảnh hưởng ở trong nước mà còn ở khu vực. Đặc biệt là khi chúng ta chính thức gia nhập cộng đồng kinh tế chung AEC, và lúc đó thì việc ngân hàng Việt Nam có chi nhánh tại các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, v.v. là tất yếu. Do vậy, nếu như một ngân hàng với quy mô trung bình thì khó có thể có được khả năng như vậy. Thì cái việc các ngân hàng trung bình sẽ sáp nhập với nhau để trở thành các ngân hàng lớn, các ngân hàng có tầm cỡ khu vực, theo tôi sẽ là hợp lý. Bên cạnh đó, những cơ chế chính sách mà chính phủ đưa ra đã giúp các ngân hàng có thể tự cải thiện được điểm yếu kém, từ đó có thể hấp dẫn các nhà đầu tư hơn khi thực hiện hoạt động M&A. Cụ thể, Nghị quyết 42 ra đời kèm những cơ chế xử lý tài sản bảo đảm sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư sẵn sàng tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Lý do đơn giản là trước đây nếu muốn mua lại một tổ chức tín dụng đang có những khoản nợ xấu cách xù thì cũng sẽ rất khó để xử lý những khoản nợ xấu đó. Còn bây giờ khi mua lại các tổ chức tín dụng thì lối thoát cho những khoản nợ xấu đó cũng đã có. Là về chủ trương rồi khuôn khổ pháp lý thì hệ thống ngân hàng năm ngoái chính phủ đã ban hành quyết định 1058, và theo đó thì yêu cầu là thúc đẩy quá trình tái cơ cấu. Cộng với cái việc là nghị quyết 42 cũng đã ra đời năm ngoái thì cũng tạo điều kiện cho quá trình xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng được tiến triển nhanh hơn. Và vì thế là ngân hàng sau khi tái cơ cấu, trông tức là cái diện mạo cũng như là tình hình tài chính nó được tốt lên. Tuy nhiên, trái với quan điểm trên, có ý kiến cho rằng hoạt động M&A ngành ngân hàng sẽ khó bùng nổ trong năm nay do các ngân hàng hiện nay đã hoạt động ổn định hơn và ít có nhu cầu về mua bán sáp nhập. Chúng ta đang ở cái trạng thái nó ổn định hơn, các ngân hàng cũng... đặc biệt là những ngân hàng quy mô vừa và nhỏ cũng đâu đó tự khắc phục được các cái khoản nợ xấu một phần, và chỉ cố gắng là làm sao chúng ta vẫn cứ phải đáp ứng được các cái quy định về tăng vốn đó, tăng vốn để đáp ứng các cái quy định mới như bây giờ tu đó, thì cũng có thể là phát hành thôi, chúng ta sẽ phát hành thêm có sự tham gia của đối tác nước ngoài chứ không hẳn là M&A đó. Chứ là không hẳn là những cái thương vụ M&A lớn giống như các cái năm trước, chúng ta sáp nhập cả hai ngân hàng lớn lại với nhau hoặc là chúng ta mua đứt một ngân hàng gì đó, có vẻ là nó sẽ ít xảy ra hơn trong các cái năm tiếp theo.
Dù có bùng nổ hơn trong năm 2018 này hay không, thì hoạt động mua bán sáp nhập M&A vẫn sẽ là một giải pháp hữu hiệu nếu các ngân hàng thực sự có nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Có thể thấy rằng nhiều chuyên gia đã nhận định tích cực về hoạt động M&A ngành ngân hàng trong năm 2018 này. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện. Đó là những khó khăn nào? Làm thế nào để các thương vụ M&A diễn ra thành công và hiệu quả? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Mặc dù chính phủ đã khuyến khích các ngân hàng vừa và nhỏ tiến hành M&A, nhưng không phải ngân hàng nào cũng may mắn tìm kiếm được đối tác phù hợp. Thực tế cho thấy, bản thân các ngân hàng cũng có nhiều giải pháp để tái cấu trúc. Do đứng giữa ngã ba đường, nên nhiều ngân hàng đã không thiện chí và minh bạch khi cung cấp thông tin tài chính cho đối tác. Điều này đôi khi làm cản trở quá trình sáp nhập và gây mất lòng tin của nhau. Để cải thiện điểm yếu này, các ngân hàng cần áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Một trong những khó khăn lớn nhất đó là cái sự minh bạch và công bố thông tin. Bởi vì khi mà một bên mua và một bên bán phải hiểu rõ về nhau, các cái số liệu, thông tin, tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành phải được công bố minh bạch và công khai. Lúc đó thì không còn cái rào cản nào về mặt thông tin giữa bên mua và bên bán, hai bên hiểu rõ rất là nhau. Thì lúc đó họ sẽ giảm thiểu được các rủi ro trong quá trình sau sáp nhập, từ việc công bố các cái báo cáo đã được kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế đến cái việc công bố các cái thông tin theo các quy định, ví dụ như về chuẩn mực về quản trị công ty của OECD hoặc là việc công bố các thông tin bằng tiếng Anh. Một khó khăn nữa có thể xảy ra trong hoạt động M&A, đó là việc định giá ngân hàng và tìm được đối tác phù hợp. Theo giới chuyên gia, cơ quan quản lý cần đưa ra những bộ quy chuẩn cụ thể, từ đó có cơ sở để xác định được giá trị của ngân hàng. Khâu về định giá doanh nghiệp thì đương nhiên là có phương thức, có đơn vị tính toán định giá doanh nghiệp. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, về cơ bản cái thủ tục quy trình này diễn ra khá là chậm chạp. Và cũng qua nhiều khâu, nhiều bước, nhiều bên cùng tham gia có liên quan. Thế và cái thứ ba, đó chính là cái sự khớp nhau giữa hai tổ chức được mua bán, được sáp nhập. Khớp nhau về chiến lược kinh doanh, khớp nhau về quản trị điều hành, khớp nhau về văn hóa kinh doanh. Đặc biệt là khớp nhau về cả chuyện công nghệ, cũng như cơ sở về dữ liệu khách hàng, là những vấn đề mà tổ chức mua bán sáp nhập phải hết sức quan tâm. Và đó cũng là những cái thách thức khó khăn, nếu như mà không làm tốt có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu quả của cái thương vụ M&A. Thuê những chuyên gia kiểm toán, kế toán xác định cụ thể được cái giá trị của ngân hàng, xác định cụ thể được tất cả những cái hoạt động thực tế của ngân hàng thì chúng ta mới có thể là mua được ngân hàng thực sự là có hiệu quả. Thì theo tôi thì ngân hàng nhà nước nên ban hành những cái bộ quy chuẩn liên quan đến cái việc đánh giá một ngân hàng theo đúng nghĩa. Đối với những ngân hàng khác, các tổ chức tín dụng khác cũng như là các doanh nghiệp khác, khi mà muốn mua ngân hàng thì họ sẽ nhìn vào đó, thì họ có thể là đánh giá và họ quyết định một cách nhanh chóng. Đặc biệt, đối với các nhà đầu tư nước ngoài, khi muốn tham gia vào thị trường M&A ngân hàng tại Việt Nam, họ lại vướng phải quy định về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng. Do đó, để hoạt động M&A diễn ra được thuận lợi, quy định này của chính phủ cũng cần được xem xét. Tiêu chí của chính phủ Việt Nam chúng ta vẫn chưa mở rộng, mở cửa có cái mở nới room cho khối ngoại, vẫn hạn chế room. Chính vì thế mà các ngân hàng nước ngoài mà muốn tham gia vào ngân hàng top đầu thì rằng cũng hạn chế vì cái câu chuyện về room này. Nhà nước cũng sẽ đưa ra những cái quy định pháp luật mới, những cái nghị định mới. Cái việc M&A này nó sẽ rút ngắn được thời gian và các cái điều kiện đối với các cái nhà đầu tư để sở hữu cái tổ chức tài chính như ngân hàng ấy. Cái điều kiện nó sẽ đơn giản hóa đi. Mảnh đất M&A ngân hàng dù rất hấp dẫn và tiềm năng, tuy nhiên nếu chưa có những thay đổi từ quy định đến phương thức vận hành thì các kế hoạch M&A vẫn sẽ chỉ nằm trên giấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.